Alo, chào các bạn. Có bạn nào đang chuẩn bị đi sang Đức và đang tìm hiểu xem là nước Đức có hợp với mình không? Cuộc sống, phong cách của Đức có hợp với mình không? Trước khi quyết định sang Đức thì chắc các bạn cũng đã nghe những cái điều rất là tốt đẹp ở Đức. Nào là không khí trong lành, nào là người Đức thật thà, thẳng thắn, nào là xe đẹp, nào là hiện đại, mọi thứ đều automatic, đi du học miễn phí, nào là định cư dễ, nào là kiếm được nhiều tiền, nào là dễ được có thẻ cư trú dài hạn, môi trường học tập và làm việc rất là lành mạnh. Nhưng ngoài những cái điều tuyệt vời đấy ra thì các bạn cũng cần chú ý một số những cái điều mà mình chia sẻ trong cái video này. Liệu rằng là cái cuộc sống ở đây, liệu rằng là cái văn hóa ở đây, quy định ở đây có hợp với các bạn hay không? Chúng mình cùng tìm hiểu đấy là những điều gì nha. Lấy cái map luôn. Thứ nhất đấy chính là ngôn ngữ. Các bạn không nên sang Đức nếu các bạn chưa học hay không muốn học cái ngôn ngữ tiếng Đức này. Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó và nó cần rất nhiều thời gian. Thường thì các bạn được sang Đức khi các bạn có trình độ B1 cho đến B2 đúng không? Nếu các bạn ở trình độ B1 hay B2 hay là B2 chuẩn đi và các bạn có khả năng giao tiếp thì nó lại không có vấn đề gì. Nhưng nếu các bạn chỉ ở mức độ là thi đỗ thôi hay là chỉ là một cái tờ giấy thôi thì các bạn sang bên này vẫn sẽ gặp rất nhiều vấn đề đấy các bạn ạ. Còn đối với những bạn mà sang đây học bằng tiếng Anh hay đi làm bằng tiếng Anh và nghĩ rằng tiếng Đức nó không cần thiết nên mình không cần phải chuẩn bị ở nhà hay là mình sang đây mới học thì thật sự là các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Các bạn có một ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, thì các bạn có thể nói chuyện, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp và xử lý những cái vấn đề bằng tiếng Anh được. Nhưng ở bên Đức không phải lúc nào người ta cũng nói tiếng Anh đâu các bạn. Trừ khi là các bạn ở các thành phố lớn thì sẽ có nhiều người nói tiếng Anh, bởi vì ở các thành phố lớn thì sẽ có nhiều người nước ngoài hơn. Nhưng nếu các bạn đến những thành phố nhỏ, và mình chắc chắn là phần lớn các bạn sang bên Đức sẽ là đến các thành phố nhỏ, nhỏ thậm chí là nó còn không xuất hiện lên bản đồ, hay là có khi các bạn phải zoom x5, x6 lần thì nó mới hiện được cái thành phố đấy lên, thì cái khả năng mà người ta nói tiếng Anh ấy rất là ít. Và cứ cho là các bạn có thể nói tiếng Anh tốt, các bạn ở thành phố lớn có nhiều người nói tiếng Anh đi, nhưng các bạn nhận thư thì các bạn cũng sẽ luôn nhận thư bằng tiếng Đức. Và cái ngôn ngữ tiếng Đức ở trong thư ấy, nó là Amtssprache, là ngôn ngữ hành chính. Nó còn khó hơn rất nhiều những cái mà các bạn học trong sách vở cho đến C1 cơ các bạn ạ. Các bạn cứ hình dung là các bạn cầm những cái văn bản tiếng Việt thôi, những cái văn bản hành chính rồi những cái hợp đồng, các bạn còn phải đọc rất kỹ thì các bạn mới hiểu được của người ta, chứ huống hồ là tiếng Đức các bạn nhé. Các bạn cũng cần phải viết thư xin việc, mà hầu hết các công việc các bạn sẽ viết thư bằng tiếng Đức. Khi các bạn muốn hỏi han về một cái vấn đề gì đấy ở sở hay là ở trường thì hầu hết là các bạn cũng sẽ dùng tiếng Đức. Ok, ở trên các sở các bạn có thể dùng tiếng Anh, nhưng các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ ít hơn hay là không nhiệt tình bằng những người nói tiếng Đức hay viết bằng tiếng Đức đâu các bạn ạ. Khi mà các bạn đã giao tiếp được tiếng Anh bên này rồi thì để các bạn có một cái động lực để học tiếng Đức nó lại càng khó hơn các bạn ạ. Bởi vì sao? Khi các bạn đã nói được tiếng Anh ấy thì thông thường người ta sẽ chuyển sang tiếng Anh để nói chuyện với các bạn, và người ta sẽ không đủ kiên nhẫn để quay lại nói chuyện bằng tiếng Đức đâu. Bởi vì giao tiếp với bạn bằng tiếng Anh nó dễ hơn bằng tiếng Đức, nên là thường thì khi mà các bạn gặp vấn đề trong lúc mà giao tiếp ấy, bạn gặp vấn đề thì người ta sẽ chuyển hết sang tiếng Anh. Đặc biệt khó khăn nữa khi các bạn tìm nhà bên này, hầu hết chủ nhà chỉ nói tiếng Đức hầu hết các bạn nhé. Nếu mà bạn không biết tiếng Đức thì đi tìm nhà bên này cực kỳ khó các bạn ạ. Đi tìm nhà bên này không khác gì đi phỏng vấn các bạn ạ. Đầu tiên là các bạn tìm nhà này, xong các bạn sẽ tìm được nhà rồi, các bạn sẽ phải viết thư trình bày kể về bản thân mình. Sau khi họ đọc và họ thấy thích mình thì họ sẽ cho mình một cái lịch hẹn để mình đi xem nhà. Và khi đi xem nhà, các bạn sẽ được giới hạn trong vòng 15 phút cho đến 30 phút, có thể là hơn như thế. Và sau khi xem nhà xong, bạn cũng sẽ phải chờ đợi người ta nhắn tin xem là người ta có nhận mình hay không. Đôi khi mình ưng ngôi nhà đấy nhưng họ lại không ưng mình. Mà nhất là các bạn lại không biết tiếng Đức thì việc tìm nhà nó lại càng khó hơn. Vì có rất nhiều người, người ta có suy nghĩ là đấy, bạn sang bên nước tôi, bạn muốn học tập và làm việc ở nước tôi nhưng bạn lại không nói được tiếng của nước tôi, thì hiển nhiên là cái cơ hội của bạn rất là thấp. Vậy thì trước khi sang Đức hãy chuẩn bị một vốn tiếng thật tốt các bạn nhé. Các bạn không nên sang Đức nếu các bạn không thích người Đức. Ở nhà chắc các bạn cũng sẽ nghe một số người nói về cái tính cách của người Đức như thế nào. Các bạn giao tiếp với cả người Đức ở Việt Nam mà các bạn không có cảm tình mấy với họ ấy, thì các bạn cũng không nên sang Đức. Bởi vì nếu mà mình không thích người dân nước đấy thì rất khó để các bạn có thể hòa đồng được với họ và bắt chuyện với họ, đúng không? Nhất là văn hóa ở bên này,
Nhập gia thì tùy tục, nếu các bạn không thể mở lòng và hòa nhập với cái môi trường ở bên này thì rất là khó để sống. Bởi vì mỗi nơi sẽ có một cái văn hóa khác nhau, những cái quy định khác nhau và những cái thói quen khác nhau. Ví dụ ở Đức sẽ có rất nhiều quy định. Những cái quy định đấy không phải chỉ là liên quan đến luật pháp mà nó còn liên quan đến những cái thói quen, cái văn hóa nữa. Giả sử như cái văn hóa mặc đồ ở nhà đi ra ngoài đường, hoặc là đàn ông cởi trần đi ra ngoài đường, vì đấy là văn hóa của nhà mình đúng không? Ai ai nhà nhà cũng mặc như vậy đi ra ngoài đường cả. Đàn ông ở bên này không cởi trần đi ra ngoài đường đâu các bạn ạ, kể cả nóng đến 40 độ. Các bạn nam mà cởi trần đi lên xe buýt hay là đi lên những cái chỗ công cộng, hay các bạn đi vào một cái khu nhà nào đấy, người ta nhìn thấy là người ta đuổi các bạn ra đấy. Khi mình sang nước nhà người ta thì mình không thể nào mà đem hết tất cả các cái văn hóa của mình sang được. Nó chỉ áp dụng vào tùy từng chỗ thôi. Nên là khi sang một đất nước mới thì các bạn cũng nên nghe ngóng những cái văn hóa của họ, thói quen của họ. Ngày xưa ấy, khi mình sang đây mình mắc rất là nhiều lỗi, mình rất là ngớ ngẩn bởi vì mình không được truyền đạt những cái đấy. Và cái hồi đấy YouTube nó không được mở rộng, nên là có rất nhiều cái mình không biết. Nhưng những chia sẻ của mình chỉ là một cái góc nhìn của mình thôi, nó không phải là của tất cả mọi người. Nên là các bạn có thể tham khảo những kênh YouTube khác của những bạn khác để xem là ở cái vùng này người ta, các bạn trải nghiệm như thế nào. Tiếp theo đấy là sự an toàn ở bên này. Ở nhà thì chắc chắn các bạn cũng nghe là ở bên Đức rất là an toàn đúng không? Và bản thân mình cũng nói là Đức là một đất nước rất là an toàn, ít trộm cắp, ít tệ nạn. Nhưng mà hiển nhiên nó có nhé. Nó ít không có nghĩa là nó không có. Nó không kiểu quá là nổi trội hay là nó không quá nhiều để mình có thể nhận được ra ngay đâu. Nhưng nó đều có cả các bạn nhé. Ví dụ như ở Đức ấy, có những người rất là hay say xỉn, rồi có những người gọi là penner ấy, như cái hình ảnh này, vì mình không dám quay người ta ở ngoài đường. Hoặc là ăn xin. Ăn xin và những người penner như thế này các bạn nhìn thấy đầy ở thành phố luôn. Các bạn nhìn thấy đầy, nhất là ở những cái thành phố lớn thì lại càng nhiều hơn. Là ở chỗ Hauptbahnhof, những cái nhà ga chính ấy, rất là nhiều những cái người như vậy, say rượu, uống rượu xong bắt đầu ném chai lọ loạn hết cả lên. Có lần mình đi từ nhà ga, đang đi từ nhà ga đi vào mà có một cái ông say rượu, ông cứ ném bóp như thế này này, kiểu như vậy. Và ở bên này thì đường phố rất là vắng vẻ, mà vào buổi tối thì hầu hết các bạn không nhìn thấy ai ở ngoài đường đâu. Nên là những cái bạn gái mà đi làm về muộn ý, cũng nên cẩn thận. Tốt hết là chuẩn bị bình xịt cay này, hay là đi học một lớp tự vệ, làm thế nào đá một nhát nó nằm thẳng cẳng ấy các bạn ạ. Bởi vì ở đây cái gì cũng có thể xảy ra hết cả thôi. Ví dụ như có một lần nhá, mình đi làm ở một cái thành phố khác, và hồi đấy là mùa đông. Cái thành phố đấy thì nó bé, thế xong rồi không có một bóng người, nên mình thì lại rất hay đi lạc đường. Cái lúc mà lên trên xe buýt thì mình mới hỏi một anh là đi vào về cái chỗ này như thế nào. Trời ơi, gió quá, rét quá, đi đường về nhà như thế nào. Thế là anh ấy cũng rất là nhiệt tình dẫn mình đi về nhà. Nói chung là mình đã bảo là mình không cần phải dẫn về rồi, mình biết đường rồi nọ kia, nhưng mà vẫn cứ phải dẫn mình về. Thế xong rồi đi qua một cái park, một cái công viên, xong lại còn bảo là tao có một đường tắt nó còn nhanh hơn, mình có thể đi vào cái đường này. Mình đã bảo nhà tôi sắp đến rồi, không cần phải đưa tôi về đâu. Thế mình cũng lịch sự như thế, chẳng nhẽ mình hét lên. Thật sự với các bạn, có hét lên cũng chả ai ra đâu, vì nó vắng tanh như chùa đanh luôn. Đấy, thế là cứ vừa đi vừa khấn, bây giờ tình hình là mình sẽ phải xử lý thế nào trong trường hợp xấu hơn. Và đến lúc mà về được nhà rồi ấy, gọi là nó nhẹ hết cả người luôn các bạn ạ. Ở bên này nó vắng vẻ nên mình cảm thấy nó nguy hiểm thôi. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng thế, mình nói này không phải để các bạn sợ, nhưng mà các bạn cũng cần phải đề phòng các bạn ạ. Cái gì cũng có thể xảy ra. Và đấy, ở các thành phố ở Đức ấy thì nó rất là vắng vẻ, trừ các bạn ở thành phố lớn nhá. Các thành phố lớn thì lúc nào cũng đông đúc rồi. Chứ còn nếu mà các bạn về cái thành phố nhỏ ấy, cái tầm chiều tối một cái là các bạn hầu hết là không thấy bóng người đâu. Đấy, mà nhất là khi mà về đông. Mùa hè thì không sao, nhưng mà về đông ấy thì nó tối và nó hưu quạnh, không có một bóng người. Nên về đông là thường các bạn sẽ cảm thấy cô đơn, các bạn sẽ cảm thấy quạnh hưu, cảm thấy xì chết. Và đến khi mà mình sang đây thì mình bắt đầu mới nhận ra là ở bên này người Đức rất bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Khi mà mùa hè, khi mà ông mặt trời ló lên một cái là thôi, cái gọi là cái thành phố nhìn con người nó khác hẳn luôn, người ta vui tươi hạnh phúc. Nhưng mà đến mùa đông một cái thì ai cũng kiểu như này, nhanh về nhà. Mà thật sự là bản thân mình cũng thế, ví dụ như bây giờ mình đang rất là rét và mình muốn đi về đây đấy. Đấy thì người ta cứ đi co ro này mà người ta đi thẳng về nhà thôi, không ai chào ai. Nên khi các bạn sang đây mà sang đúng vào mùa đông, trời mà âm u tối xịt rồi thì các bạn sẽ cảm thấy rất là buồn, bởi vì tối
nó không phải như sầm uất như nhà mình. Cửa như ở nhà mình, cửa hàng quán người ta mở tận 11 giờ 12 giờ khi xuyên đêm luôn. Ở bên này đâu có thế, đến 6 7 8 giờ là bắt đầu người ta đóng hết cửa hàng rồi. Các bạn mà đi làm về thì các bạn cũng hết cả chỗ chơi, ngoài các bạn đi ra cà phê hay là đi ra siêu thị, chứ còn đi mua sắm các thứ thì không có đâu. Đấy, nên là các bạn mà sang mùa đông là chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy buồn, nhưng các bạn chuẩn bị tinh thần kiểu đấy. Mùa đông có tuyết ý, thì cái mặt đường nó trắng xóa, nó sáng mà, nên là nhìn nó cũng không đến nỗi là hiu quạnh đâu. Và nhiều người cũng ra chơi nghịch tuyết nọ kia nên nó cũng đỡ. Chứ còn không có tuyết thì xong rồi trời mưa, xong rồi rét. Rét lắm các bạn ạ. Bây giờ nó đang rất rét đây nhưng mà trời đẹp quá. Phải tranh thủ tí ánh nắng mặt trời. À, tiếp thêm nữa, các bạn cũng nên cân nhắc là khi sang đây, những bạn nào mà bị bệnh xương ấy, xương yếu hay là mắt cận ấy, thì các bạn phải uống vitamin D và canxi, những cái hỗ trợ xương khớp, rồi là các cái thực phẩm chức năng cho mắt. Mang thuốc nhỏ mắt ở nhà đi, hoặc các bạn ở đây mua thuốc nhỏ mắt cũng được. Thuốc nhỏ mắt mà để làm đỡ khô mắt ấy thì nó rơi khoảng tầm 5-6 ơ, khoảng tầm 150 một lọ như thế này. Các bạn dùng trong vòng 1 tháng hoặc là sẽ đắt hơn, đấy là cái lọ rẻ nhất nhá. Mùa DM đấy, sang bên này ánh nắng mặt trời ít mà, nên hầu hết mọi người ở đây đều phải uống vitamin D và canxi hết. Cái sự cô đơn đấy cũng ảnh hưởng là do thứ nhất là cái thời tiết mùa đông nhá, rồi là do cái thành phố bé nhỏ và quạnh hiu nhá, do ít người, mà nó lại còn do tiếp là cái thời gian gọi là hua sai đấy, thì thời gian yên lặng đấy. Thì ở bên này người ta rất là yên tĩnh, vừa yên tĩnh lại vừa không có một bóng người, nên là lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Mà ở bên này ý, nhiều thành phố, ở hầu hết các thành phố là đều có nhiều cây xanh, rồi rừng cây, rừng ấy. Ví dụ như thành phố của mình thì các bạn cũng thấy có rất nhiều cây cối, và thậm chí là có công viên, có rừng. Những cái thành phố nhỏ hơn ý, thì toàn thấy rừng với cả cây, xong rồi một khu nhà. Nói chung là ít khi nhìn thấy người ra ngoài đường lắm. Cái khu của mình là khu sinh viên, thành ra là lúc nào cũng đông đúc, nó vui vẻ như vậy. Chứ còn ở các cái khu khác ấy, hiu quạnh cực kỳ luôn. Chính vì thế mà khi sang đây mình rất thích ở VG, ở chung với cả một ai đó, hoặc là ở trong ký túc xá. Bởi vì ở trong đấy lúc nào cũng có người, có bạn bè, rồi thỉnh thoảng đi ra đi vào nấu nướng thì mình cũng gặp nhau nói chuyện ấy, thì nó cũng vui. Tất nhiên không phải ai cũng tìm được một cái ký túc xá như ý, là có những người bạn thân thiện rồi trò chuyện với nhau, không phải ai cũng tìm được như thế. Và tất nhiên ở ký túc xá thì cũng có những cái bất tiện riêng, mình không có riêng tư, rồi mình phải tôn trọng lẫn nhau, rồi mình lại thay phiên nhau dọn dẹp cái VG ấy, thì hiển nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà để tránh buồn bã thì mình luôn thích sống với cả một ai đó, chứ mình mà ở một mình thì chắc cũng chán lắm. Chính vì cái sự nhàm chán như thế này nên là mình có thời gian để mình học đàn ukulele này, rồi mình tham gia câu lạc bộ ukulele này, mình lại đi học nhảy này, đại khái là như vậy. Chứ còn ví dụ như ở nhà ấy, ví dụ như ở nhà nhé, hết thời kỳ đi học thì đến thời kỳ đi làm, đi làm xong về nhà, khi mà mình về đến nhà thì nó cũng phải 7-8 giờ tối rồi. Về đến nhà ăn cơm nước xong, xem phim đi ngủ là hết, hoặc là xong việc thì mình sẽ đi chơi, mình đi ăn đi uống ở ngoài phố. Và cứ như thế nó thành một cái guồng, ngày nào cũng như vậy. Tất nhiên nó rất là vui, nó rất là sống động, nó không bị buồn, nhưng mình sẽ ít khi có thời gian dành cho mình hơn. Đấy, cái gì thì cũng có hai mặt của nó. Nó hơi cô đơn, nó hơi buồn chán một chút, nhưng mà các bạn lại có thời gian để khám phá được bản thân mình, thì hãy coi đó là một cái lợi thế đi. Tiếp theo, đấy là cái đồ ăn. Đồ ăn tức chán dã man luôn các bạn ạ. Ban đầu các bạn đến ấy vẫn còn lạ lẫm, vẫn còn mới làm quen, rồi là nhìn mọi thứ đều mới, nhìn mọi thứ nó rất là ngon thì các bạn thích thôi. Nhưng các bạn ở đây tầm nửa năm cho đến một năm là các bạn thấy ngán lắm rồi. Ngoài cái món bánh mì ra thì mình có wurst này, có xúc xích này, có schnitzel này, hay là có những cái món cũng hay ho ấy. Thì cho đến bây giờ ấy, ở Đức chắc là mình chỉ có rét quá. Nhưng mà ở Đức ý, chắc từ cho đến bây giờ mình chỉ thích khoảng tầm 5-6 món thôi. Quanh đi quẩn lại cũng pizza, mì xào, các kiểu, những cái món ở châu Âu ấy, nó không có phong phú như ở nhà mình. Ở nhà mình thì mỗi ngõ ngách, mỗi chỗ lại có một cái món khác nhau. Mình đi du lịch thì mỗi một thành phố lại có những cái đặc sản riêng. Nói chung là đồ ăn rất là ngon. Còn ở Đức hay là ở châu Âu, nói chung đồ ăn mình không thấy ngon. Nhà mình thì đi ăn ở nhà hàng thì có rất là nhiều những cái đồ uống khác nhau, và những cái đồ uống gọi là handmade. Nhưng mà ở đây thì không, hầu hết những các cái đồ uống của các bạn ấy là toàn trong chai lọ không à. Nghĩa là ví dụ như là nước cam tươi, nước dứa tươi, mình tưởng là đồ handmade, hóa ra là từ trong một cái lọ ra. Cái hồi đầu mình sang đây và cho đến bây giờ
mình đi nhà hàng mình vẫn cứ phải hỏi là đây là đồ handmade, đây có phải là đồ Hausmarque không. Tiếp theo, các bạn không nên sang Đức nếu các bạn hay bị ốm vặt. Mình thật sự là mình phải nói là mình rất ghét cái lịch khám ở đây, để termin ở phòng khám ấy, mình rất ghét. Nhất là những bạn bị ốm vặt chỉ gọi là ốm chưa chết ấy. Các bác sĩ ở đây thì rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Sang phòng khám là các bạn luôn phải đặt lịch hẹn và các bạn cũng biết là mình đau ở đâu rồi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn sẽ phải đến Hausarzt. Đầu tiên là các bạn sẽ phải đến Hausarzt, là bác sĩ gia đình ấy. Các bạn sẽ đến đấy, sau đó thì các bạn có bệnh gì thì người ta sẽ chuyển cho các bạn đến Facharzt, là các bác sĩ chuyên gia, chuyên khoa. Thì khi chuyển đến đấy, các bạn lại phải đặt hẹn tiếp. Các bạn đặt hẹn thì có những cái hẹn nó vài tháng mới có, hay đến năm sau mới có, hoặc không có hẹn luôn. Hoặc người ta sẽ không nhận bệnh nhân bảo hiểm công, hoặc người ta sẽ không nhận bệnh nhân mới. Và các bạn cứ phải đi tìm bác sĩ như vậy thôi. Mình không biết các bạn khác như thế nào, nhưng mình cảm thấy cái việc ốm đau bên này rất là mệt mỏi. Trộm vía là mình khỏe mạnh nhá, nhưng mà có những lúc mình cũng có những cái ốm vặt. Mình bị ốm tận 3 tuần liền, nó cũng chỉ là sốt cao thôi. Nhưng mà 3 tuần liền rồi mà hẹn gặp bác sĩ không thể nào mà hẹn được. Hẹn đến Hausarzt thì người ta nói là chỉ là sốt thông thường thôi, về mình cũng trả. Người ta cho cái lại aspirin, chỉ thế thôi, lại thuốc kháng sinh. Mà đặt hẹn đến phát mệt lên được ấy, mà may là mình còn mang thuốc ở nhà. Nghĩa là mình biết là mình hay bị những cái gì thì mình sẽ mang thuốc từ nhà sẵn. Đấy, các bạn nên mang thuốc ở nhà sẵn nhé. Chứ còn nhiều khi sang bên này ý, khi mà các bạn đi ra hiệu thuốc để mua thuốc, người ta chỉ cho những cái thuốc nhẹ nhẹ, nghĩa là thuốc không ảnh hưởng gì, thuốc không cần phải bác sĩ kê đơn ấy. Chứ còn các bạn cần bác sĩ kê đơn thì các bạn lại phải đặt hẹn. Các bạn sẽ phải đặt hẹn ở bác sĩ để bác sĩ khám và các bạn sĩ cho các bạn cái đơn đấy, các bạn mới được mua. Nói chung là cái kiểu ốm đau bên này mình thấy rất là mệt luôn ấy. Trừ khi nào bạn ốm gần chết rồi thì lúc đấy bạn sẽ được hưởng những cái dịch vụ tốt nhất. Hoặc là ví dụ các bạn mà sinh con đẻ cái thì các bạn sẽ được hưởng dịch vụ rất là tốt. Còn lại những cái kiểu ốm sơ sơ hay là đau bụng quằn quại mà chưa đến mức chết ý, thì các bạn cứ ngồi mà chờ, giống như kiểu các bạn mà bị Covid ý, các bạn chưa ở cái mức giai đoạn là nguy hiểm ý, ở nhà mười mấy ngày chữa, tự chữa thế thôi, khi nào các bạn gần chết rồi cho vào bệnh viện. Tiếp theo, các bạn không nên sang đây nếu các bạn là những cậu ấm cô chiêu. Ở bên này là tự túc là hạnh phúc, nó có cái từ gọi là Selbstbedienung. Các bạn đi ăn nhà hàng đôi khi các bạn cũng vẫn phải tự ra và tự phục vụ lấy. Phần lớn các nhà hàng ở đây ý, trừ khi các bạn vào những cái nhà hàng to thì người ta sẽ phục vụ đến tận chân răng. Nhưng mà thường thì các bạn đi những cái gọi là Imbiss hay là những cái nơi, cái cửa hàng nhỏ nhỏ ấy, thì người ta không phục vụ tận chân răng đâu, mà các bạn sẽ phải tự đến lấy và ăn xong thì các bạn sẽ phải tự cất đĩa đi. Và khi các bạn sang bên này, các bạn đặt đồ, ví dụ như là tủ hay những cái đồ to tác ấy, là các bạn đều phải tự lắp ráp lấy, chứ không ai khiêng cả nghiêng cái tủ cho các bạn. Hoặc là người ta gửi đến cho nhà mình rồi người ta lắp cho mình đâu. Có, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn vẫn có thể trả phí. Đó, còn nhưng mà thông thường ấy, phí của nó sẽ rất là cao rồi. Ví dụ các bạn đặt một cái ghế quay như này, người ta sẽ deliver cho các bạn đúng kiểu các mảnh ghế và các bạn ghép lại. Hoặc là ví dụ như các bạn đặt một cái xe đạp về tập thì các bạn cũng sẽ được nhận những cái mảnh ghép của xe đạp và các bạn sẽ phải tự lắp, chứ không phải như ở nhà mình. Như ở nhà mình, ví dụ như mình đặt giá sách hay là đặt tủ hay là đặt máy chạy hay xe đạp gì đấy là có người đến lắp hết cho mình, đúng không? Người ta vận chuyển đến và người ta lắp hết cho mình. Còn ở đây là mình phải tự túc hết. Tiếp theo, khi sang đây các bạn xác định là phải đóng những cái khoản mà mặc dù mình đóng tiền nhưng mình cũng chả được lợi lộc gì. Các bạn phải xác định là như thế. Ví dụ như là có một khoản tiền mình thấy rất là buồn cười, đấy là người ta gọi là Rundfunkbeitrag. Các bạn phải đóng tiền, đấy là cái tiền mà các bạn nghe radio, các bạn xem TV, xem truyền hình đấy. Các bạn không xem, các bạn không có vô tuyến, các bạn cũng không có radio, nhưng các bạn vẫn phải đóng. Bởi vì mỗi nhà đều có Anschluss, cái chỗ để mà cắm dây mà. Hãy mua vô tuyến và nghe đi. Thì cái tiền đấy các bạn sẽ đóng mỗi tháng là 17 ơ. Khi các bạn sang đây, các bạn mà là sinh viên chưa đi làm nhé, thì bắt buộc các bạn sẽ phải đóng tiền bảo hiểm. Và tiền bảo hiểm cho sinh viên sẽ rơi vào là 100 ơ một tháng. Nếu các bạn khỏe mạnh và các bạn chắc chắn là các bạn ít khi bị ốm hay là các bạn không sợ, thì các bạn có thể đóng bảo hiểm tư. Bảo hiểm tư thì nó sẽ rơi vào là 50 ơ một tháng. Nhưng mỗi lần các bạn mà đi khám ấy, thì nó sẽ chặt tiền các bạn, thì nó rất là đắt. Và khi các bạn không còn là sinh viên và từ 30 tuổi trở lên thì các bạn sẽ phải đóng tiền gấp đôi.
và thậm chí là còn nhiều hơn nữa, mặc dù là các bạn không phải đi khám. Rồi là tiền hưu trí nếu các bạn đi làm, thì rồi là những cái tiền xã hội khác các bạn phải đóng. Và các bạn sẽ, đôi khi các bạn sẽ nghĩ và các bạn sẽ cảm thấy là ừ, mình đóng tiền mà chả bao giờ mình được nhận lại, trừ khi là các bạn muốn ở Đức lâu dài, các bạn thấy số tiền các bạn đóng nó cũng ok. Rồi sau khi các bạn có con rồi mọi cái thì các bạn sẽ gọi là được nhận lại đấy, không phải là nhận lại tiền mặt, vì các bạn sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ của xã hội nếu các bạn gặp khó khăn. Tiếp theo nữa, các bạn không nên sang Đức nếu các bạn chưa chuẩn bị tốt về vấn đề tài chính. Ở bên này các bạn vẫn phải đóng tiền học. Ok, học phí các bạn không phải đóng, nhưng các bạn sẽ phải đóng những cái khoản khác, nó là bắt buộc. Chứ bạn không thể nói là tôi không dùng, tôi không làm thì tôi không phải đóng tiền và bạn vẫn được đi học. Không phải như vậy. Những cái phí đấy là người ta gọi là Sozialbeitrag. Những cái tiền đấy là bao gồm tiền các bạn đi trong bang, các bạn được đi trong thành phố, những cái tiền hỗ trợ sinh viên, vân vân. Và khi các bạn sang bên đây thì các bạn cũng sẽ phải thuê nhà đúng không? Thì nhà ở đây rẻ nhất thì cũng phải là 200 ơ. Mình cho là rẻ nhất đi. Ăn uống thì nó vô cùng, thì mình cứ cho là 100 ơ là các bạn ăn rất tiết kiệm. 100 ơ một tháng. Và tiền đóng bảo hiểm, tiền đóng bảo hiểm ở đây các bạn đang là sinh viên thì các bạn sẽ phải đóng 100 ơ. Và tiền Rundfunkbeitrag là rơi khoảng tầm 17 ơ. Đấy là cái tiền bắt buộc các bạn phải đóng khi mà các bạn đặt chân trên nước Đức. Cứ tính là mỗi tháng các bạn sẽ phải chi ít nhất là 450 cho đến 500. Đấy là chưa kể những cái vui chơi khác của các bạn nhé. Và mỗi năm thì các bạn phải chứng minh tài chính. Và mỗi lần chứng minh tài chính các bạn sẽ mất khoảng tầm 93 cho đến 100 ơ mỗi lần chứng minh. Nên là những bạn muốn sang đây mà tự túc ấy, thì các bạn cũng phải cần cân nhắc. Và đặc biệt là đối với những bạn mà không cần đến tài chính của gia đình, hiển nhiên các bạn mà sắp xếp các bạn đi làm ở bên này thì nó vẫn cũng là ok, các bạn vẫn có thể sống sót được. Và các bạn không nên đến Đức nếu các bạn nghĩ rằng sang Đức là để làm giàu. Nếu mà ví dụ như là ở nhà các bạn chỉ kiếm được 20.000 một giờ, nghĩa là dưới 1 ơ một giờ đấy, thì ở bên này ok, các bạn sẽ kiếm được gấp 10 lần. Khi các bạn làm bồi này hay bạn làm những công việc tay chân này thì các bạn có thể kiếm được từ 9 ơ rưỡi cho đến 11, 12, 13, 14, 15 ơ đều có khi các bạn làm những công việc tay chân. Đấy là lương trước thuế nhá. Đấy thì tất nhiên ở bên này nó kiếm lương gấp 10 lần ở nhà rồi. Nhưng nếu mà ở nhà các bạn đã có một mảnh đất, các bạn đã có ngôi nhà to, và những bạn kiếm ở nhà có mức lương từ 30, 40 triệu trở lên, thì ở đây chưa chắc đã là cái để các bạn có thể làm giàu. Thông thường trung bình thì các bạn cũng sẽ kiếm được khoảng tầm 2.500 trên 3.000 trước thuế. Và khi các bạn trừ thuế đi, trừ 30 cho đến 40% tiền thuế đi, sau đó thì các bạn sẽ phải trả tiền thuê nhà. Tùy từng thành phố sẽ có mức thuê nhà khác nhau. Ví dụ như ở thành phố nhỏ thì ít nhất các bạn phải bỏ ra là 500 ơ tiền thuê nhà, là bao gồm là cả Nebenkosten, chi phí phụ, rồi là Heizungskosten, tiền lò sưởi đấy. Đấy thì mình cho là ít nhất là như vậy đi, rồi tiền ăn, tiền uống nó trừ đi rồi nó cũng chả còn là bao nhiêu để gọi là làm giàu kiếm đến hàng trăm triệu đâu. Thì nếu mà các bạn sang đây mà muốn mơ ước là sang đây sẽ phải kiếm đến hàng trăm triệu, càng làm nhiều thì các bạn sẽ phải đóng thuế nhiều thôi, tất cả mọi cái nó cân bằng hết cả. Ở bên này những người mà không có khả năng làm kinh tế hoặc là chỉ kiếm được một số ít, như là ở dưới mức trung bình ấy, thì những người đấy sẽ được hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như một cặp vợ chồng mình quen, bạn ấy cũng là sinh viên, hai vợ chồng kiếm được dưới 1.000 một tháng, và bạn ấy phải gửi con đến Target Center thì nhà nước chi trả cho cái việc Target Center luôn, bởi vì bạn không có đủ khả năng và bạn còn đang là đi học. Nhưng mà ví dụ những người mà có khả năng kinh tế thì các bạn ấy sẽ không được hỗ trợ những cái như vậy, bởi vì các bạn đã có đủ khả năng rồi mà. Thế những người nào mà có thu nhập tốt rồi thì rất ít khi được nhận những cái hỗ trợ của nhà nước, nghĩa là ít khi được nhận lại. Thì còn những bạn nào mà có khả năng làm ra kinh tế sẽ hỗ trợ những người không làm được ra kinh tế hoặc là ít làm được ra kinh tế hơn. Tiếp theo, nếu các bạn là những người lề mề thì các bạn sang đây hãy cẩn thận. Bởi vì ở đây cái việc đúng giờ của nó rất chính xác. Mình cũng nói nhiều đến cái vấn đề là lịch hẹn rồi đúng không? Ở đây là rất hay có lịch hẹn. Các bạn chỉ cần đến muộn thôi là các bạn sẽ lỡ tất cả mọi thứ. Ví dụ như các bạn sang đây hầu hết là đều phải đi ban hoặc là đi bus. Thì đi ban, đi bus, người ta không bao giờ đợi ai hết. Các bạn đến muộn là thôi, các bạn sẽ lỡ. Có những lúc thì các bạn cũng sẽ gặp những cái người lái xe buýt rất là tốt tính. Người ta thấy bạn chạy hộc cả bơ lên, người ta thấy thương thì người ta sẽ dừng lại và người ta chờ. Nhưng mà phần lớn thì người ta sẽ không chờ đâu. Nếu mà các bạn là những người hay đủng đỉnh rồi thì các bạn sang đây chuyên phải đi chạy đuổi theo tàu và xe buýt thôi. Tiếp theo nữa, sang bên đây người ta rất coi trọng bằng cấp. Nếu mà ở nhà các bạn hay nghe là ở nước ngoài ai coi trọng bằng cấp đâu, chỉ cần giỏi là được. Nó không đúng ở Đức đâu các bạn nha.
trừ khi các bạn muốn làm chủ. Thì làm chủ thì ở đâu cũng thế, người ta đâu cần bằng cấp đâu. Nhưng ở bên Đức ấy, khi mà các bạn muốn mở một cái gì ra, các bạn đều phải có chứng nhận thì các bạn mới làm chủ được. Còn ở bên này phần lớn thì chắc các bạn cũng sẽ đi làm cho công ty hay là làm thuê thôi, thì người ta rất coi trọng bằng cấp. Các bạn phải đầy đủ giấy tờ từng tí một thì các bạn mới làm được chỗ đó. Nếu mà chưa có mà các bạn có thực lực thật ấy, người ta sẽ đào tạo thêm cho các bạn. Nhưng mà cái trường hợp đấy thì trừ khi là người ta đã quen bạn rồi, người ta biết thực lực của bạn rồi thì người ta mới nhận bạn như vậy. Và ví dụ như khi sang bên này các bạn muốn đi làm thêm chẳng hạn, ví dụ như các bạn biết những cái tài lẻ như là đánh đàn này, học ngoại ngữ tốt này, giỏi toán này, giỏi hóa vân vân, thì khi mà các bạn muốn dạy cho một trường nào đấy nhá, kể các bạn giỏi thật, người ta cũng vẫn cần những cái chứng chỉ bằng cấp của các bạn. Trừ khi là các bạn đi dạy thêm, người ta gọi là Nachhilfe ấy. Ví dụ như cái công việc của mình, người ta đòi hỏi cái kinh nghiệm này, người ta đòi hỏi phải dạy cho từng lớp, thì người ta phải đòi hỏi những cái chứng chỉ riêng cho từng lớp. Mà nếu không có những cái chứng chỉ đấy thì chắc mình cũng không thể nào mà làm được ở bên này. Đấy, thì ở bên này các bạn ở nhà trước khi sang đây mà có bằng cấp gì hay có chứng chỉ gì, đi làm ở đâu các bạn xin hết, dịch hết đi đó, thì các bạn mới dễ xin được. Ngoài ra thêm một ý nữa là các bạn nên có cái bằng lái xe. Ở nhà ấy, thì các bạn mà có bằng lái xe ở nhà rồi, sang đây các bạn cũng vẫn phải làm lại thôi. Nếu các bạn muốn sang đây làm việc lâu dài nhé, chứ còn sang đi du học không thì không cần đâu. Các bạn muốn xin việc làm thêm hay là các bạn muốn làm việc sau này thì có cái bằng lái xe là rất lợi thế luôn. Bởi vì có rất nhiều nơi, thật sự là rất nhiều nơi người ta cần có bằng lái xe. Biết thế mình học ở nhà sẵn. Ví dụ ở nhà ấy, các bạn học để biết cái cách lái xe, sang bên này các bạn học nó nhanh hơn. Hoặc là ví dụ các bạn có cái bằng lái xe rồi, sang đây nó chỉ có hạn 6 tháng thôi, thì sau đó các bạn sẽ đi làm lại bằng lái xe và học cái bằng lái xe, thì ít nhất cái số giờ của bạn sẽ được giảm đi một chút, thì các bạn đỡ phải đóng tiền nhiều. Vì ở đây cái bằng, một cái bằng lái xe để đạt được cái số giờ cơ bản thì các bạn sẽ mất khoảng tầm 2.000 euro. Còn nếu mà các bạn học chậm hơn một chút và các bạn cần nhiều thời gian thì cái số tiền của nó là vô cùng tận các bạn. Nên là nếu có điều kiện thì các bạn hãy lấy một cái bằng lái xe hoặc học bằng lái xe đi, hoặc là học lái xe đi, sang đây lấy cái bằng thì các bạn xin việc dễ hơn rất là nhiều. Hy vọng video này mình đã chia sẻ với các bạn một số những cái trải nghiệm mà các bạn đang cần đến. Mình cũng muốn nhắc lại một lần nữa, đây là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình đã từng trải nghiệm qua và mình chia sẻ với các bạn với một cách rất là cá nhân và chủ quan thôi. Nên là các bạn hãy nhìn nhận nó như là trải nghiệm của mình chứ không phải là trải nghiệm của tất cả mọi người. Và mình cũng rất vui khi các bạn comment những cái trải nghiệm của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Peace to next month. See you.